Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bão trong Bộ Quốc phòng bắt đầu nổi lên, nhà đại tướng Lương Cường đang nằm trên đường quét. Vụ án Việt Á đã cuốn phăng hai ông ủy viên Trung ương Đảng, đó là Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Nhiều người cho rằng Việt Á lại sắp bùng tiếp và sẽ cuốn nhiều người nữa và có khả năng cuốn phăng nhiều ủy viên Trung ương Đảng khác và thậm chí là cả ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực. Vụ Việt Á đã hoàn thành rất mạnh ở Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ. Tuy nhiên, bên trong Bộ Quốc phòng mới đang làm ổ liên quan đến Việt Á. Trong đó, Học viện Quân y đang là một ẩn số. Đầu mối khui ra những liên quan đến quân đội sẽ bắt đầu từ đấy. Theo một số người thạo tin cho biết, đầu mối Việt Á tại quân đội không chỉ là Học viện Quân y mà nó có bắt nguồn từ báo Quân đội Nhân dân. Đầu mối này nổi lên trong những ngày gần đây khi tờ báo này đã rất nhiệt tình với ông Chủ tịch nước đang thất sủng. Đây là hình ảnh Đại tá Nguyễn Hồng Hải, trưởng phòng biên tập của báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong vụ bê bối nghiêm trọng Việt Á có liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị khác nhau, Ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã tự ý kết luận rằng đã xử lý không chừa một ai, không có vùng cấm nào cả. Đó cũng là thông điệp của ông Tổng Trọng. Hiện nay, Đại tá Nguyễn Hồng Hải của báo Quân đội Nhân dân đang rơi vào tầm ngắm của phe ông Tổng. Được biết, trong vụ Việt Á có sự tiếp tay của truyền thông rất lớn. Nhờ sự lăng xê của truyền thông mà Phan Quốc Việt dễ dàng hơn khi tiếp cận với CDC các tỉnh thành trong cả nước. Chính tờ báo Quân đội Nhân dân là tờ báo viết và ca ngợi nhiều nhất về Việt Á. Trong đó, Đại tá Nguyễn Hồng Hải là người năng nổ nhất về vấn đề này. Vì vậy, nghi vấn đang được đặt ra với ông ta. Ông Hải đã viết rất nhiều bài, đặc biệt là bài báo ca ngợi Hồ Anh Sơn như một đấng cứu tinh, độ thế, giáng trần để giúp cho nhân dân Việt Nam. Bài báo của ông Hải nhanh chóng nhận được hai giải thưởng lớn là giải Những tấm gương bình dị cao quý và giải Búa liềm vàng. Từ đó làm cơ sở để xét duyệt đề nghị cho Hải được thăng cấp và cơ cấu cho chức phó tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, tiếp đến là tổng biên tập báo khi Thiếu tướng Phạm Văn Huấn về hưu. Khi nổ ra vụ Việt Á, Hồ Anh Sơn bị bắt, bài báo của Đại tá Hải bị gỡ khỏi trang điện tử của báo Quân đội Nhân dân. Điều đáng nói là hai giải thưởng trao cho ông Hải vì bài báo này thì vẫn còn. Điều này dấy lên nghi ngờ ở nhiều người là ông Đại tá Hải được một quyền lực rất lớn đỡ đầu. Như vậy, người có quyền lực lớn ấy là ai? Câu hỏi đang đặt ra trong Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Phạm Văn Huấn. Theo một số nguồn tin chúng tôi nhận được là người đứng đầu Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đang là cái tên bị nghi vấn nhiều nhất. Giữa Đại tướng Lương Cường và Đại tá Nguyễn Hồng Hải đang có mối quan hệ khá đặc biệt. Trong công việc là thủ trưởng và thuộc hạ, ngoài công việc rất có thể là có mối liên hệ lợi ích nhóm. Và hiện nay đường dây lợi ích đang dần lộ diện. Như vậy, việc làm sai phạm, tiếp tay hại dân, hại nước lẽ ra phải bị kỷ luật thì lại được khen thưởng. Thật là nghịch lý vô cùng. Nếu ông Hải không bị thu hồi hai giải thưởng này sẽ khiến nhiều người bất mãn. Đại tá Nguyễn Văn Minh, đồng đội của Hải, nay đã chuyển sang báo Công Thương, bày tỏ sự chán ngán bằng thái độ: từ lâu tôi không quan tâm đến giải này nữa khi thấy ông Hải không bị thu hồi giải thưởng. Đây là hình ảnh Đại tướng Lương Cường. Người ở bên trong báo Quân đội Nhân dân cho biết lúc trước ông Bộ đã xúi ông Hải làm đơn lên ông Lương Cường, tố cáo ông Huấn sai phạm nhiều thứ, lúc xúi bàn bạc và phải viết thế này, phải thế kia. Được biết ông Đại tá Hải có ghi âm, ghi hình trộm nên ông Bộ không dám làm gì. Ai nói gì, ông bảo việc thu hồi giải thưởng ảnh hưởng rất nhiều. Và có một số nguồn tin cho biết sếp của chính Tổng cục Chính trị Lương Cường bảo lở đi. Đây là đường dây có liên hệ với những nhân vật lớn trong Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Vấn đề là đơn vị nào sẽ vào cuộc để khui từ ông Nguyễn Hồng Hải. Đấy là việc chỉ đạo của ông Tổng. Vậy rất có thể bão sẽ lại nổi lên bên trong Bộ Quốc phòng và đang hướng tới nhà của tướng Lương Cường. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng quá bạc bẽo, người nhà vì sao ông lại làm như thế. Ông Tổng Trọng là người gốc Hà Nội,
làm bí thư thành ủy thành phố ở thủ đô này, và từ đó Hà Nội không hề có những ông bí thư thành ủy nào là dân gốc Hà Nội nữa. Quan chức gốc Hà Nội được xem là người nhà, trong khi đó cánh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh luôn nâng đỡ cho người nhà của họ, thì ông Tổng lại hắt hủi người nhà rất lạnh lùng. Và câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng là ông Phạm Quang Nghị, là dân Yên Định, Thanh Hóa. Ông Nghị làm bí thư thành ủy hai nhiệm kỳ. Tuy dấu ấn ông Nghị để lại là một Hà Nội ê chề, ông Nghị đã buông lỏng lãnh đạo để ông Nguyễn Thế Khảo tự tung tự tác, quy hoạch Hà Nội lát bét không còn đường chữa nữa. Chưa hết, ông Nghị còn để Nguyễn Thế Thảo tự cắt 6.700 cây cổ thụ mà không lên tiếng ngăn cản. Đợi khi người dân phản đối gay gắt, ông Thảo mới chùn tay cho ngừng lại. Vậy thì lúc đó vai trò của ông Phạm Quang Nghị đang ở đâu? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dường như vẫn đang đi những người ở Hà Nội. Kế nhiệm ông Phạm Quang Nghị là Hoàng Trung Hải. Ông Hoàng Trung Hải quê ở Thái Bình chứ không phải là dân gốc Hà Nội. Thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải đang nổ bao nhiêu thì ông Hải lại mờ nhạt với vai trò người đứng đầu thủ đô bấy nhiêu. Tội của ông Hoàng Trung Hải rất lớn, hàng loạt dự án thua lỗ dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng không được ông Tổng khui ra, mà còn để ông này về nắm thủ đô. Cấp dưới của ông Hoàng Trung Hải là Nguyễn Đức Chung thì sai phạm trăm bề, bị bắt giam. Bởi ông Hải đã dính chảm phốt nên không có ý kiến gì trong việc làm sai trái của ông Nguyễn Đức Chung cả. Thủ đô vì thế mà ngày một thêm nát bét. Ông Hoàng Trung Hải là người cần phải bị trừng trị nhất thì ông Tổng cũng lại phớt lờ. Việc làm ngơ để ông này leo lên chiếc ghế cao nhất của thủ đô là điều khó có thể chấp nhận cho được. Tiếp theo ông Hoàng Trung Hải là ông Vương Đình Huệ. Ông Huệ là dân Nghệ An. Ông Huệ nắm bí thư thành ủy thủ đô chưa bao lâu thì ông vào tứ trụ. Ông Huệ không để lại dấu ấn gì cho thủ đô vì ông ở đây rất ngắn. Chiếc ghế đứng đầu thủ đô chỉ tạm dừng chân cho ông Huệ bước vào tứ trụ mà thôi. Đây là hình ảnh để một ông ngoại tỉnh đầy vết đen như Hoàng Trung Hải nắm thành phố Hà Nội không thuyết phục. Kế nhiệm ông Vương Đình Huệ là ông Đinh Tiến Dũng. Ông Dũng cũng tương tự như Hoàng Trung Hải, cũng dính rất nhiều vấn đề trước khi nắm ghế bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Và ông Dũng cũng mờ nhạt tương tự như ông Hoàng Trung Hải. Cấp dưới của ông Đinh Tiến Dũng là Trung Ngọc Anh, là con người rất tệ. Nhưng lúc ông Trung Ngọc Anh cấu kết với Việt Á, ông Đinh Tiến Dũng vẫn không can ngăn gì. Và để cho sự việc đổ bể như ngày hôm nay, ai cũng đã thấy. Tất cả các đời bí thư và chủ tịch thành phố Hà Nội đều là người tỉnh lẻ chám vào, ngoại trừ ông Trung Ngọc Anh là dân Hà Nội. Nhưng về phẩm chất đạo đức thì ông Chu lại quá tệ, không xứng đáng cho ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố đông dân này. Theo như Thời báo.de được biết thì ông bí thư thành ủy tiếp theo cũng sẽ là người không phải từ Hà Nội. Đã đến lúc người Hà Nội cần phải đặt câu hỏi tại sao ông Tổng để những con người ngoại tỉnh vào nắm thóp của thủ đô như thế. Trong tay ông đang có quyền sinh quyền sát mà ông lại bạc đãi với người nhà của mình như vậy, có vẻ là quá bất công. Không biết quan chức nhà nước gốc thủ đô đang làm việc trong bộ máy chính quyền ở thành phố Hà Nội có thấy đây là sự bất công hay không? Đây là hình ảnh Hà Nội thiếu người hay sao mà ông Tổng lại chọn Chu Ngọc Anh. Có người cho rằng ông Tổng muốn chọn người có đức, có tài cho các vị trí lãnh đạo của thành phố, chứ ông không quan trọng đấy là địa phương nào. Tuy nhiên cũng có ý kiến phản biện lại là nhưng người ngoại tỉnh mà ông Tổng để họ lên nắm thành phố, thủ đô toàn là những nhân vật dính đầy sai phạm, chứ có ai trong sạch đâu. Chọn người có đức có tài thực sự thì dân thủ đô còn chấp nhận được, chứ chọn toàn những kẻ tham lam, bất tài từ ngoài vào nắm thóp dân thủ đô thì đây quả là bất công ngất trời. Và câu hỏi bây giờ đặt ra đó là dân thủ đô phải làm gì để giải thoát bất công, chứ sao lại cam chịu đến như thế này?